Hai anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cài đặt con Aegis C6N Full HD. Đây là 20 nha anh em, 1080 Full HD. Rồi mình bóc cho anh em coi nha. Đây là cái sách hướng dẫn, đã có gì hết. Đây, cái này là cái mã vạch này, cái mã vạch này. Ok, đây là cái nguồn nha anh em, đó tháo ra cái nguồn. Rồi đây là cái chân nha, này cái chân nè, chân có ba chân, 1 2 3. Rồi đây 1 2 3 đó, đây là cái nguồn, đây là cái dây nguồn đây, đầu này đây mình cắm đây đó, cắm vô điện, còn đầu này đó anh em thấy chưa đó. Rồi rồi đây là thẻ nhớ, cái thẻ nhớ này là 32 GB đó, đây thẻ đây, đây thẻ nhớ. Đây nè, đây cao ở đây đó, thấy không? Đây là con mắt nè, mắt nó sẽ lên và xuống, thẻ nhớ mình cắm đây, mã vạch đây đang có cái mã vạch nè đó, anh em thấy chưa đó, mã vạch nó, giờ mình cắm thẻ nhớ lên. Đây, thẻ nhớ đây. Đây. Nè. Đó. Đây. Đây mặt xương rồi ok. Cái sau này đây này, đây là cái loa, còn đây là dây mạng nha, còn đây là dây nguồn thì mình cắm đây, mình cắm đây thôi. Ok, còn đầu còn lại này thì mình cắm vô điện nha, cắm vô điện đó. Rồi cái chân này đây có ba cái chân đó, có ba cái khớp đó, mình cho nó vô đây, mình xoay nó, mình xoay cho cứng nha. Đó mình xoay nó, xong cái này bắt anh tường đó, bắt anh tường, bắt kiểu này cũng được, cái này nó xoay nè, bắt anh tường kiểu này nó xoay, còn để như vậy đó.
Ok. Rồi thì giờ mình cắm điện thôi nha. Cắm điện là mình cài cho anh em coi nha. Nên hướng dẫn cài camera không dây. Rồi. Để đây. Cắm điện vô. Xong. Rồi, hướng dẫn anh em tạo nha. Tạo đây. Tạo đầu tiên vô tạo cái tên này giống như Vinh đi. Ok, Vinh. Còn mới để nhà đi, camera nhà đi. Chữ nhà, ôi, cho nhanh gọn nha. Tên điều chỉnh nha anh em. Đây. Mình chọn dùng là chọn Việt Nam, Việt Nam nằm gần tuốt dưới đây. Ok luôn. Việt Nam, email, điện thoại. Luôn cập nhật. Rồi số điện thoại cho anh em gọi số điện thoại vô 0938878039. Rồi tiếp tục nha. Rồi tôi đồng ý, nói chung anh em mình là tôi đồng ý hết đi, bấm đồng ý hết. Ok. Mật khẩu nha, mật khẩu tùy chỉnh nha. Rồi anh em muốn mật khẩu tùy chỉnh gì mật khẩu tùy chỉnh nha. Đó. 1 đến 8 a cộng gì đó, muốn gì đó là ok tạo thôi. Rồi nó sẽ gửi cái mã xác minh số điện thoại cho mình nha. Rồi, giống mã OTP á. Rồi đăng nhập ở đây. Đó, giống như số điện thoại nè. Số điện thoại của mình đi. 0915678039. Rồi mật khẩu của mình. Mật khẩu mình làm xong rồi mình đổi mật khẩu nha anh em. Đó, để sao? Đó, giờ nói chung là mình chưa có cái tài khoản nào hết. Đó, đăng nhập vô đây. Tiếp tục nha anh em. Giờ mình tiến hành mình quét quét nãy mình sai rồi, như mình cho mình đến để mình làm lại đây mình cho anh em coi nha. Mấy cái máy của mình nó đây rồi, anh em nhớ bao nhiêu có cái cài đặt xong, anh em muốn xóa thiết bị này rất là dễ nha. Anh em muốn xóa bao nhiêu là xóa thôi, xóa cái thiết bị này thôi. Rồi đây, xóa thiết bị đó. Gần hay sao nét. Rồi anh em bấm đây là xóa thiết bị nha. Xóa thiết bị, xóa iPhone, xóa thiết bị. Rồi muốn quét thì gõ dấu cộng nha. Rồi chọn camera. Rồi đây mình quét thôi, mình lật đứt cuốn cam lên. Đứt cam có mã QR đây mình quét thôi. Ok. Rồi gắn, cũng như chữ gắn nha anh em. Đó. Trong iPhone mà con X mình sẽ quay không được rõ. Rồi. Quay lại làm lại anh em. Đây. Muốn xóa thiết bị vô đây. Rồi xóa thiết bị anh em. Đó, bấm ở đây xóa thiết bị. Ok, xóa. Rồi muốn gắn lại giống như là con cái lỡ tay làm xóa thì mình bấm đây mình quét lại, chọn camera. Giờ chọn nó nét rồi đó. Rồi quét thôi.
cái có luôn, chung là rất là nhanh đó. Mật khẩu anh em muốn đổi đâu mà thôi, cứ thoát hết đi đó. Đó, mình để đặt tên là phòng khách đi, rồi ok ok rồi, coi như bấm nghe muốn coi bấm vào đây đó. Đó. Giờ là xong rồi anh em, rồi muốn xoay thì bấm vào đây thôi, bấm một cây từ B này, B từ Z này, B từ Z bấm vào đây xoay này. Trái qua chiều qua trái đó. Mình chưa có lớp nó tháo màng con anh em, đây có cái màng con đây, mình tận chưa tháo sẵn trầy, em tháo đỡ đi. Tháo đỡ con dán đây đi, để trầy cái màng con cái được đó. Đó nó rất là nét nha nè, trong nó nét gì lắm, con này hai chấm mà khuôn nó chơi là nét chưa lắm á. Đó, anh em coi đi, cho nó quay cái hộp này coi. Đó, đây đậu băng giải này, mình trên đậu băng giải này, dưới đây nếu mà mạng mạnh thì trên đậu băng giải đây, ở đậu băng giải này. Đó, ở mạng yếu thì 2 HD nữa, 2 ra đó, muốn lật ngang này, ở dưới đây xe ngang thôi, xe ngang thôi. Trời ơi, chung là camera nét, nó cũng nét căng. Nên coi này, quay là này nét, nó cho một nét khuôn nước lên là ok. Bao nét nha, anh em nào nó không nét thì người ta tiền lại luôn. Rồi tiếp tục anh em là vô phần mát này, vô phần bên phải này, để mình định dạng này, định dạng thẻ nhớ, ok. Đây mình định dạng này bấm nha, chữ chưa được định dạng, định dạng nha, mình định dạng nó luôn hình nha, ok. Dữ liệu mất hết. Đó, anh em không định dạng là coi như là không có, nó không ghi hình được nha, rồi không có xài được đâu á. Thì gắn này cũng dễ thôi, anh em bắn ba con ốc, hai con ốc cũng được, lên mái nhà hoặc lên sắt gì đó. Rồi cũng đàm thoại hả chịu ha, để bấm vô đây đàm thoại nè, bấm cái mic nè, ok. Đăng tải nha nè, còn 3G mới ghê đi. Chuyển qua bà là alo chắc bên đầu quá anh em. Đó, đây mình có thể mình chụp hình này, đó này, quay phim luôn nè, là giống như mình đang ở đâu mình thấy mình quay phim lại này, cái đoạn này đó, đoạn tắt này. Còn ở đây là đồng thoại đồng hướng giải đó, chụp ảnh nè, ảnh 360 này, tự động nó xoay luôn nha. Đó, đó, cam tự động xoay anh em thấy không, nó chụp giống như con iPhone vậy đó, tự động nó xoay nó chụp luôn, nó xoay thấy không, nó xoay giáp tròn chụp hết luôn, 360 độ luôn, nó tự động luôn, nó sẽ cho mình bức hình tổng quan. Đó, anh em thấy không, ok chưa? Rồi, ok rồi đó. Đặt ảnh 360 độ kết nối. Biến luôn nha anh em, cảm
biến chuyển động thì có luôn nha, anh bấm vô đây. Tắt cái lo đi để ngồi bấm vô cái hình vuông được giác bên tay phải nè. Được giác bên tay phải nha. Đó. Thông báo báo động nè. Báo động có anh em. Đó, đây mở lên. Rồi. Bấm vô đây mình chọn chế độ im lặng nè, chế độ tăng cường này nó hú luôn nha. Ok. Đó là ai vô cái dùng của camera nó sẽ hú luôn. Rồi, có chức năng nữa là theo dõi chuyển động này, đang tắt này, mở ra nè. Chung có người nào vô cái dùng đó là nó chuyển động và nó theo dõi luôn, nó xoay cam theo. Nhưng mà với điều kiện hai người với ba người, năm người, người nào xoay nhiều là nó mới theo nha. Đó, giờ mình thử đi. Đó. Đó. Xe không? Đó. Đó, có người chuyển động thấy xe không? Đó, anh em thấy không? Đó. Hú luôn, đồng thời nó chụp hình nó gửi báo đến đây. Nó báo rồi. Đó. Hú to lắm nha, hú to. Chụp hình con này hú to lắm.